Sai lầm từ quá khứ. Cái bộ mặt thật của cô giật chồng người ta. Im miệng. Dẫn đến bi kịch của hiện ông tại. Là ba của con. Con không cần một người cha như vậy. Con chỉ cần một người cha bình thường. Một người không đem mẹ con ra là bia đỡ đạn. Nhà tao không có quan ngơ đứa con quan như mày. Biết mày, tôi thề sẽ không bao giờ để nhà này yên ổn đâu. Bình ơi. Một thời lãng quên, phát sóng vào lúc 11:45 trên SCTV 14.